Tati yambi sangkang sarang dadai pancasilai panati pata weramane cikkaparang samariyai adinnarana weramane cikkaparang samariyai kamesu nyacara weramane cikkaparang samariyai musawara weramane cikkaparang samariyai suramai kalyama japanatana weramanai cikkaparang samariyai dhammadasa naya janagata dhammacaloka dipati sambati tatam cale anjivaram aya jata sambandhi a sarapara jata kacha tika desa itu amma anukam limam pacaran sarapama perin vinayam jakayam sutam jabantam apitam macam ahotayanto jalu sacadantam Bapakho Haiye Parishaya Vatye Ewan Sambate Brahma Aryavantam Anyajaha Tunhe Pavenatana Uto Varunena Tiwa Sasayatana Uthaya Vamarena Vigadaya Tato Rato Panjavakya Rayomaniye Amambayesi Dhammato Ato Pakavisambuto Anuna Hammayesanam Akhavasani Desyeshi Sakshanam Anahasitakam Tena Sadhu Ayyo Pante Dikeru Amma Desanam Sapajitha Barisaya Anukamam Vipatavan. Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sangkhaya. Tập thể học viên lớp vị pháp cơ bản xin trang nghiêm hơn khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hay đã quá vậy đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp, mình cầu cho thiện nghiệp phát sinh từ nhân lành trị dựng các lớp học công phu biên soạn và giảng dạy giáo pháp sẽ mang lại quả sức khỏe chưa an vui và mọi thành tựu viên mãn của thầy giáo pháp. Thầy chú lớp học xin cảm ơn sự có mặt trong mỗi buổi và tinh thần học pháp kiên trì nghiêm túc tha thiết của tất cả các thiền hữu trong group. Mình cầu cho phước trí thanh tịnh thì việc học pháp nghe pháp xin mang lại quả an lạc vượt thoát phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh kiến cho tất cả. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày 4 tháng 10, là buổi học thứ 97 của lớp vi diệu pháp cơ bản. Các hình thức, các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, xin mời thầy Quang Hỷ lên lớp. Xin chúc các bạn có thêm một buổi học thật nhiều sự chánh niệm và lợi lạc. Thì trước chúng ta đã học hết phần độ ngũ môn cảnh rất nhỏ và tổng kết. Xin hết. Nam Mô Bụt Thầy Giác, Nam Mô Thầm Mà Giác, Nam Mô Sơn Thầy Giác. À, tân chào tất cả quý vị. Là nghe rõ mà. Alo, 1, 2, 3. Rồi, ok ha. Rồi, chúng ta đã học xong về phần lộ tâm, thuộc về lộ ngũ môn. Hôm nay chúng ta bước qua một cái chủ đề mới, lộ ý môn. Chủ đề này
gay go đây nhức đầu rồi. Trước kia mà buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tính Tắc Arang Samma Sambuddho Phagava Buddhang Phagavang Tăng Apivademe Svakkhato Phagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Phagavato Savakasangho Sangkhang Namami Samma Sambuddhamma Tulang Sasatthamma Ganuttama Apiwa Diyapha Sissang Apithamma Tasangkhang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh Khai. Và kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng ta trước tiên mình đọc Pali trước để nắm một số ý tổng quát ha. Và sau đó chúng ta sẽ đi vào bài học. Xin mời Triều Boss bài lên, cũng mời tất cả quý vị quan hỷ cùng nhau mình lên đọc qua đi để có được nhiều phước báo trong kiếp vị lai. Nam mô Bổn Thầy. Kính chào thầy. Chào cả lớp, có phúc xin đọc bài. Mano đồ rệ vi thí Chittat bá huat ý na dồ Tiến kinh tâm khởi phát xuyên qua ý một. Mano đồ rệ bá ná giá đi Vi phù tá ma lầm bá nà A bà thằng A gắt chát tí Ta tổ ba rằng Phá quần gá Chá la ná Má nô đò ra Vát chá ná Chá Vá nà Vát xà nề Ta đà rầm má ná Bà cà ní Phá quát tàn tí Ta tổ ba rằng Phá quần gá bà tổ À quý phù tề Bà nà lầm bà nề Chá quá nà quá xà nề Phá hoành gá bà tổ quá hồ tí Ná thí Ta đà lầm bá núp bà đồ tí Trong ý môn Khi một đối tượng sáng Nhập vào bằng đường lối này Tâm quả Đăng ký khởi lên Khi chập phá hoành gá dao động Ý môn hướng tâm Và chá quá ná chấm dứt sau đó chìm biến vào phá quanh gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quanh gá sau khi luồng cháo quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vì thiết thức tà ní tì nề quá thiết thức bà đà đá xê rít tà rít thà rề ná Bá nét thề cá cháp tà lì xá xá Quý phà quá nệ quá về A giá nét thá bá rít tá Chá quá ná quà rồ Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá quá ná phụ. Kính chào thầy, xin chào cả lớp. Trời xin đọc bài. Mano đồ rê vi thí chích tấp Bá quát tí na vô Kiến tình tâm khởi quát xuyên qua ý môn Má ngầu đò rề Bá na giáp ní Ý phù ta mà
làm bên hằng à bà tham mà ghét chết tí bắt đầu cho rằng phá hoàng giá cha la má mang nồ đò ra quách cha ná cha quá nà quá xà nề ta đà ràm má ná bà cà ní bá quá tàn tí đá tồ bá răng bá hoàn giá bà tồ á quý phù tề bá nà làm bá nề chá quá nà quá xà nề bá hoàn giá bà tồ quá hồ tí nát thí ta đà làm bá nít bà đồ tí. Trong ý ngôn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quanh giá dao động, ý ngôn hướng tâm và chá quanh quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quanh giá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quanh giá, sau khi luồn chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quy thi chít ta ni tì nê quá chít tức bà đà đá xê đi ta đi thà rê nát bà nét thề cá chát ta lì xá quý hà quá dê a gia mét thá ba rít tá chá quá ná quà rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá văn á hủ. Xin hết. Dạ, tôi xin đọc bài ạ. Xin chào cả, chào thầy kinh, xin chào cả lớp ạ. Mano đoà rê quý thí chít tát phá quá tí ná dồ tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rê phá ná giá đí quý phù tá mà làm bá năng à bà thằng à gấp chá tí tá tồ phá lá phá hoàng gá chá lá ná mano đoà rà quách cha ná chá quá nà quá xà nề tá đà làm má ná bà cà ní bá quá tàm tí tá tồ bá lá bá làm phá hoàng gá bà tồ á quý phù tề bá ná làm bá nề chá quá nà quá xà nề phá hoàng gá bà tồ quá hồ tí nát thí tá đà làm bá mức bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan giá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan giá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan giá, sau khi luồn chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Nguy thi chích tà ni tì nề hoa quá chích chích bà đà đá xê lý tà quý thà rề ná bá nề thề cá chát tà lì xá quý phà quá dề á giá nét thá bá lý tá chá quá ná hoa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá quá ná phụ. Dạ, cảm ơn đạo tràng ạ. Xin xuống mic, xin nhận bạn kế tiếp ạ.
Alo, dạ con ông Trì xin kính chào thầy và kính chào cả lớp. Con xin đọc bài. Mano đoà rề vì thi chích tắp bao bách tí nay dù tiến trình tâm ở phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rề ba na gia đi vi phù ta mà làm ba nặng à bà thầm à gách cha tí tắp đồ ba rằng phao hoàn gá cha la na mano đoà gà bách cha na cha quá nào quát xà nề ta đà làm manap à cà ni ba quát tàn tí ta tổ ba rằng pha hoàn gá bà tổ a quý phù tề ba nà làm ba nề cha quá nà quát xà nề pha hoàn gá bà tổ quá hồ tí nát thi ta đà làm manap bà đồ tí. Trong quý môn khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập pha văn giá dao động, ý môn hướng tâm và cho văn nó chấm dứt, sau đó chuyển biến vào pha văn giá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chuyển biến vào pha văn giá sau khi luồng cho văn nó chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Bích thi chích tà ni tì nề quá chích tích bà đà đa sệ rít ta bút thà đề nó ba mét thắt cách cách chấp ta lì sa vi phà qua về ayamet tha ba vít ta cha qua na hòa rồ ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm sẽ được tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha qua na phụ. Dạ con đã đọc xong ạ, con xin xuống lắm. Dạ xin mời vị kế tiếp. Dạ con xin kính chào và con xin kính chào, con xin kính chào thầy kinh và con xin kính chào cả lớp ạ. Con xin đọc ạ. Mano dore vitti citta pavatti nayo tiến trình tâm khởi phát sinh qua ý muốn. Mano dore panya jati bi vifu tha ma lam ba nam a ba tham agacchati tato param pha vắng ga chalana mano dora vajjana la vajjana java na va sanhe ta đa rầm mà na và ca ni ba ba ta ni ta tu ba rầm phá văn gà ba tu à ví phú tề ba na lầm ba ni cha ba na và sa ni phá văn gà ba tu ba hú thi na thì ta đa lầm ba nu ba đồ tí. Trong ý môn khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập và văn gá dao động, ý môn hướng tâm và chờ văn á chấm dứt, sau đó chìm biến vào pha văn gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào pha văn gá sau khi luồng chờ văn á chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sinh. Vitthi chitani ti neva chittu pada da da se vita vittharena pane te ka cha ta lisa vip pa vaje ajam metta parita java javana varo. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích gần vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha văn á phụ. Dạ con xin đọc xong, con xin xuống mít ạ. Con xin cảm ơn. Dạ, em kính chào thầy kinh, kính chào cả lớp.
Em xin đọc bài. Nhà Đông Triều bót bài giùm anh cái Đông Triều. Mọi người có nghe rõ không ạ? Mano đò rê. Mano đò rê ba ná giá đi. Quý phù ta mà làm ba nặng à bà thằng à gách chàn tí. Ta tổ ba rằng phá hoàng gá. Chá lá ná, má nồ đò ra, quá chá ná, chá quá nà, quá xà nề. Ta đà rầm má ná, bà cà ní, bá quá tàn tí. Ta tồ bá rằng, phá hoành, gá bà tồ, á quý phù nề. Bá nà làm bá nề, giá quá nà, quá xà nề. Phá hoàng gá bà tồ quá hồn tí. Ná thí ta đà làm ba núp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá hoàng gá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Còn nữa không Đông Triều? Kính tri ân thầy kinh, cảm ơn cả lớp. Xin xuống mất. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ thầy kinh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu nghe rõ. Mano đòa rề quỳ thi. Quỳ thi chít Tap Bawatina Yo, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đòa rề, banaya đi quy phù, ta mà làm ba nàng à bà thằng à gách cha ti tát tổ ba rằng pha quần gách cha la na mano đòa ra. Quách cha na cha wa na wa sa nề ta đà rằm mana bà cà ni ba wat tàn ti. Ta tổ ba rằng pha hoàng gấp bà tổ a quy phù tề ba nà làm ba nề cha qua nà qua xà nề pha hoàng gấp bà tổ qua hồ tí nát tí ta đà làm ba núp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quang gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quang gá sau khi luồng chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vittichitta niti ne vachittubba da dase rita vittare nabanet thể kachatta li sawipha vaje ajamet Thabarit Achawana Waro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chawana Phụ. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ kính cảm ơn Đông Triều, cảm ơn thầy kinh. Dạ thân mời Nguyên Như. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Ma
Bồ đoà rê vì thi chích tắp ba vách tí na dù. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Má nô đoà rê bá ná giá đi quý phù tá mà lầm bá nằng à bà thá mà gách chá tí. Ta tổ bá rằng phá hoành gá chá lá ná má nô đòa rà quách chá ná chánh quá nà quá xà lề tá đà rầm má ná bà cà lý bá quách tành tí ta tổ bá rằng phá hoành gá bà tổ á quý phù tề bá nà lầm bá nề chá quá nà quá xà nề phá hoành gá bà tổ quá hồ tí nát thi ta đà lầm bá núp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường tối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng chá quá ná chấm dứt, mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thí chích tà lý tì nề quá chích túc bà đà đá xề rí tà quýt thà rề náp bán nét thề chách tà lì xá quý phà quá dề á giá mét thá bá rít tá chá quá ná hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chá Quá Ná Phụ. Dạ con xin hết, con xin kính tri ân anh Đồng Triều Đa Bố Bài. Dạ con xin kính tri ân thầy Kinh ạ. Con xin nhường mic cho việc kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Tha Ya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy Kinh. Dạ con xin kính chào cả lớp. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn đã cho con biết tín hiệu ạ. Mano Đoà Rề Vì Thi Chít Tắp Bao Quát Tí Ná Dù. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano Đoà Rề Ba Ná Gia Đi Quý Phù Ta mà làm ba nặng à bà thầm à gác cha tí. Ta tổ ba rằng phá hoành gác cha lá na ma nô. Đòa ra quát cha na. Cha hoa nà quá xà nề. Ta đà rằm ma na bà cà ni bá quát tầm tí. Ta tổ ba rằng phá hoành gác bà tổ. Á quý phù tệ ba nà làm ba nề. Cha hoa nà. Quá xà nề phá hoành gá bà tô quá hồ tí. Nát thí tá đà lầm bá núp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động. Ý môn hướng tâm và trá quá nái chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng trả quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thí chít tà ni tì nề quá chít tú bà đà đá xê rí tà. Quýt thà rề ná ba nê thề ca chát tà lì xá quý phà quá dê. A ya mê tha pa rê ta chá. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng
Vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cháu quá ná phụ. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con ạ. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho lớp ạ. Cảm ơn Đông Triều đã post bài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính chào thầy Kiên, kính chào cả lớp. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn anh Đông Triều đã post bài. Mano Đoà Rề Vì Thí Chích Tắp Bao Quách Tí Na Dù. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano Đoà Rề Panayadi Vipu Tama Lam Banang Abatham Agachati Tato Baram Phawanga Chalana Mano Dwara Vakchana Chanana Vasane Tadaram Mana Bhagani Bhavattani Bhavattani Tanti Tato Baram Phao hoàn gá bà tổ A huyết phù tề bà nà lầm bà nề Cha hoa nà hoa xà nề Phao hoàn gá bà tổ hoa hồ tí Nát thi ta đà lầm bà nức bà tổ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập pháo quanh gái dao động, ý môn hướng tâm và cháu quán á chấm dứt, sau đó chìm biến vào pháo quanh gái. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào pháo quanh gái, sau khi luồn qua luồn cháu quán á chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vì thế chích tà ní tì nề quá chích túc bà đà đá xề rí tà Buddha re na banete kachap tali savipa waje ayametha pavita chawana varo. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chawana phụ. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ cảm ơn anh Đấu Triều bốc bài. Dạ mời bạn kế tiếp ạ.
Sa thứ, sa thứ. À. À, vì chúng ta thấy để ý gì? Hình như là người nữ người ta đọc Pali hay hơn mấy ông nam hay sao. Người nữ học Pali giỏi, học thuộc lòng cũng giỏi hơn. Có cái điểm cũng ngộ ngộ. Nhưng mấy ông như lười lười luyện hơn là mấy người nữ. Người nữ siêng luyện. Đây thấy nữ đọc hay quá. Là không lại người nữ đâu, không lại người nữ đọc dữ quá, tôi còn chưa thua là quá dữ ha. Cô Kim Dung nè, Châu Nguyễn nè, Nguyên Như nè, Hồng Mai nè, mấy người nữ nữ thì đọc hay nó đọc nó đọc còn liên kỳ quá, liên tiếp nha, đấu nha, đấu với nữ nhiều nhiều rồi. Nhưng mà nam thì được cái là suy nghĩ sâu sắc, sâu xa trí tuệ, nhiều khi cũng nhạy bén. Đó là cũng là cái điểm điểm gỡ lại cho người nam. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp vô bài học ha. À, bài mới ha. Tiến trình tâm ý môn. Tiến trình tâm ý môn. Mano đoà rất chích ta quỳ thí, tiến trình tâm ý môn. Mano đoà rất chích ta quỳ thí. Rồi, tức là hôm nay chúng ta đi vào một cái thể loại khác kỳ trước ha. Kỳ trước là tiến trình tâm qua ngũ môn, tức là qua mắt tai mũi lưỡi thân. Giờ mình đi vô bên trong, đi vô tâm ý môn. Rồi xuống dòng, tiến trình diễn tiến tâm qua ý môn, còn gọi là lộ ý môn. Tiến trình diễn tiến tâm qua ý môn, còn gọi là lộ ý môn. Tiến trình diễn tiến tâm qua ý môn, còn gọi là lộ ý môn. Rồi, theo quý vị thì tiến trình diễn tiến tâm qua ý môn, thì ý môn là gì đây? Có ai còn nhớ không? Một người ý vật. Rồi tiếp theo có ai nói nữa không? Ý thức giới. Hai người. Còn ai nữa không? Hình pháp. Nhắc lại nha. Ý môn là gì? Lại nha. Còn ai suy nghĩ cho kỹ nha. Mấy người khác không biết rồi, mấy người khác đâu mất hết rồi, không thấy ai trả lời hết trơn rồi, quên hết rồi, chết cha. Nói vô đề ba cái quên hết trơn. Đồng điều cả nghi môn. Tâm thử, tâm thử vậy, tâm thử. Trong Nguyễn đâu, Nguyên Như đâu, Tina cấp phê thuyền, Mr. Phúc, Mr. Đạt, Giang Nhật Hạ. Vâng vâng, lười đâu, học lâu lắm rồi nha, quên hết trơn, không phải là sao. Thì biết là ý môn là cửa quý rồi, nhưng mà lại gì mới được. Thì có điều cảnh trọng cảnh ngoài. Đó là quên hết, sắp sắp. Ý môn chính là gì quý vị? Là tâm hộ kiếp.
Ý môn là tâm hộ kiếp, thì cảnh nó mới đi vô, đụng vô hộ kiếp, nó phát sinh dòng tâm thức chứ. Chứ nói kháng ý môn là chặt lắc, cảnh pháp, cái ý thức giới là chặt tốt hết trơn rồi. Tâm hữu phần, đúng rồi, là hộ kiếp á, hữu phần á. Dùng chữ hộ kiếp đi cho nó hay hơn. Tâm hộ kiếp tức là chính là cửa ý, là cái cảnh nó khởi lên nó xúc chạm vô cái ý một à, thì tâm nó mới diễn tiến, nó phát sinh ra. Rồi, nắm lại ha, quên hết ha. Rồi giờ quy trình diễn tiến hai chấm. Quy trình diễn tiến được phát khởi từ nội phần thuộc ý thức, được phát khởi từ nội phần thuộc ý thức. Rồi, tức là cái quy trình mà diễn tiến tâm á, cái lộ tâm phát khởi á, thì nó phát khởi từ bên trong nội phần mình, là thuộc về bên trong nội phần, thuộc về ý thức và thuộc về tâm. À, thì đó là quy trình diễn tiến của lộ trình tâm ý môn. Rồi xuống dòng, cảnh của lộ ý thuộc nội phần khác với cảnh ngũ. Cảnh lộ ý thuộc nội phần khác với cảnh ngũ. Nên được gọi là cảnh pháp. Cảnh của lộ ý thuộc nội phần khác với cảnh ngũ, nên được gọi là cảnh pháp. À, tức là gì, cái cảnh hay là cái đối tượng của cái lộ ý, cái lộ ý môn mình đó, thì cái cảnh của cái lộ ý đó là thuộc về bên trong, tức là nội phần thuộc bên trong, tức là nó không có thuộc về cảnh như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, tức là nó không phải thuộc về cảnh bên ngoài, mà nó là cảnh bên trong nội phần. À, cho nên chính vì cái chỗ đó mà được đặt tên là những cái cảnh bên trong nội phần mình được định danh là cảnh pháp. Cái kia là cảnh ngũ, bên trong là cảnh pháp. Nhớ kỹ nha. Rồi bây giờ phân loại có hai. Phân loại có hai. Lộ ý môn thông thường và lộ ý môn đặc biệt. Lộ ý môn thông thường và lộ ý môn đặc biệt. Rồi, tức là phân ra loại cái lộ ý môn thì nó có hai loại. Một là loại thông thường thôi, là lộ ý môn thông thường, và thứ hai là lộ ý môn đặc biệt. Rồi bây giờ mình xuống dòng số 1, lộ ý môn thông thường hai chấm. Lộ ý môn thông thường. Rồi xuống dòng ha. Lộ tâm diễn hoạt. Lộ tâm diễn hoạt trong đời thường. Lộ tâm diễn hoạt trong đời thường. Phải. Lộ tâm diễn hoạt trong đời thường. Phải. Không đắc thiền, không đắc đạo quả thần thông. Không đắc thiền, không đắc đạo quả thần thông. À, tức là đây là nói về một cái lộ ý thuộc về thông thường thôi, tức là lộ tâm mà nó phát sanh trong cái đời thường của mình. À, nó không có dính dáng gì tới cái vụ đắc thiền hay đắc đạo, đắc quả hay là nhập thông gì đó. À, mà nó chỉ diễn hoạt trong cái đời sống bình thường của mỗi chúng sanh. Thì như vậy đây được gọi là lộ ý môn thông thường. À, bây giờ mình đang học cái lộ ý môn thông thường ha. Rồi có hai. Hai chấm. Có hai. À,
nhỏ, lộ ý môn bình nhật. Lộ ý môn bình nhật, hai chấm. Là dòng tâm thức diễn hoạt hàng ngày trong đời sống. Là dòng tâm thức diễn hoạt hàng ngày trong đời sống. À, tức là lỗi một nhật là nói về cái dòng tâm mình trong cái đời sống mình hàng ngày mình sống á, tức là mình thức dậy mình làm việc suy nghĩ là cái à, thì cái tâm diễn hoạt bên trong á, thì đó là lỗi ý một bình nhật diễn hoạt hàng ngày trong cái đời sống bình thường của mình. Rồi có bốn hai chấm, có bốn hai chấm, tức là có bốn loại, có bốn loại hai chấm. Cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ, cảnh rất không rõ. Cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ, cảnh rất không rõ. À, tức là đối với cái lộ ý môn bình nhật á, thì nó có bốn cái loại cảnh. Là cảnh nó đến với dòng tâm là rất là rõ, à, rất là mạnh, rất rõ. Rồi cảnh rõ là nó bớt chút xíu. Rồi cảnh không rõ là mờ một xíu. Và cảnh rất không rõ là cảnh rất yếu, à, cảnh rất tối á, là cảnh không rõ. Đó là nói về lộ ý môn bình nhật. Rồi B, lộ ý môn cận tử. Lộ ý môn cận tử, là dòng tâm thức diễn hoạt trong giờ phút lâm chung. Là dòng tâm thức diễn hoạt trong giờ phút lâm chung. Cận tử. Rồi, xuống dòng có 2. 2 chấm. Có 2, 2 chấm. Tử rồi tục sinh, tử rồi tục sinh. Tử rồi niết bàn, tử rồi tục sinh, tử rồi niết bàn. À, như vậy lộ ý môn cận tử cho chúng ta biết là có hai loại. Là loại thứ nhất là tử rồi tục sinh, tức là khi mình chết vừa tử xong rồi tục sinh trở lại, à, vừa tử rồi tục sinh. Còn loại thứ hai là tử xong thì dứt khoát luôn, từ tử xong rồi niết bàn luôn. Thì như vậy lộ ý môn cận tử cho chúng ta biết là có hai loại như vậy. Rồi đó là số 1 là lộ ý môn thông thường ha, nó có sự diễn hoạt trong cái đời sống ha. Ý môn bình nhật là ý môn cận tử. Rồi số 2, lộ ý môn đặc biệt, lộ ý môn đặc biệt. Lộ ý môn đặc biệt, tức là lộ ý môn này nó không phải bình thường nữa, nó là đặc biệt. Có 10. Có 10. Quý vị chép kịp không ạ? À? Alo. Kịp không? Cho biết đi. Kịp ha? À, không cần xếp dép không? Ok. Rồi, lỗi môn đặc biệt của mình có 10 loại. À, 10 loại ha. 1. Lộ đắc thiền. 1. Lộ đắc thiền. Một, lộ đắc thiền. 2. Lộ đắc đạo. 3. Lộ hiện thông.
4. Lộ nhập thiền an chỉ. Lộ nhập thiền an chỉ. 5. Lộ nhập thiền quả. 6. Lộ nhập thiền diệt. 7. Lộ nhập niết bàn liên thiền. Lộ nhập niết bàn liên thiền. 8. Lộ nhập niết bàn liên thông. Lộ nhập niết bàn liên thông. 9. Lộ nhập niết bàn phản kháng chi thiền. Lộ nhập niết bàn phản kháng chi thiền. 10. Lộ đắc đạo tột mạng. Lộ đắc đạo tột mạng. À, như vậy chúng ta học về lộ ý môn thông thường và lộ ý môn đặc biệt. Thì lộ ý môn đặc biệt cho mình biết có 10 loại đặc biệt, tức là nó không phải trong cái đời sống bình thường nữa, nó là những cái lộ mà đắc thiền, đắc đạo, hiện thông, rồi xong nhập thiền chỉ, nhập thiền quả, rồi nhập thiền diệt, rồi nhập vô niết bàn liên thiền, rồi nhập niết bàn liên thông, rồi nhập niết bàn phản kháng di thiền, và lộ đắc đạo tột mạng. Thì như vậy là lộ ý môn đặc biệt chúng ta được biết có 10 loại, như 10 thứ, 10 loại như vậy. Là dành cho những vị có những cái sự tu chứng, thành tựu những cái kết quả tốt đẹp. Còn đời sống bình nhất thì chúng ta phàm phu mình có những cái lộ ý môn bình nhất trong cái đời sống. Và Bậc Thánh cũng có lộ ý môn bình nhất. Đó là vấn đề như vậy. Rồi xong. Em học hết bài nè. Thế đây xong. Giảng tuần. Chuẩn bị ngủ được đi bàn là ngủ đi đắc đạo tột mạng hết hết cỡ rồi tột mạng ngủ. Rồi ha, sướng quá. Rồi chờ chú gì chém xíu đi, nó nói chút cho nó thông chứ lại nặng nề quá, mệt lắm, mấy cái này học căng thẳng thần kinh dữ. Rồi nãy giờ là mình giới thiệu ha, mình giới thiệu chương trình nghe như lỗi ý diễn tiến ha. Thì mình làm đọc sơ sơ thấy khó, cho tao học vô rồi thấy dễ ội à. Dễ ội cái gì khó đó, giờ học thấy khó, học xong nó dễ ội. Chưa chém bài xong hết chưa, xong hết chưa? Vẽ hình mình cũng sợ nữa chứ. Rồi xuống dòng. Duyên sinh lộ ý. Duyên sinh lộ ý, tức là cái duyên mà phát sanh ra cái lộ ý môn rồi đó, là duyên sinh lộ ý. Có 14 loại. Có 14 loại. Một là này nè, lấy tiếng Bali nha. Một dittato. Một dittato. Hai chấm. Một dittato.
sáu cảnh từng thấy trước đây nay trạng lại, do sáu cảnh từng thấy trước đây nay trạng lại. Là Đức Thế Tôn là thấy à, giờ mình lấy Bali trước rồi mình đọc mình giảng ra ha. Tức là do sáu cảnh từng thấy trước đây nay nó trạng lại. À, chẳng hạn như là mình nhớ lại một người nào đó, cái cảnh mình đã từng gặp, mình đã nhớ cái người đó, thì mình nhớ lại những người mình đã gặp trong cái chuyến đi nào đó, hoặc là cái cảnh nào đó mình nhớ lại, thì do cái sự nhớ lại những cái cảnh mình đã gặp, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mình nhớ lại, thì khi mình nhớ lại như vậy nó làm phát sinh cái lỗi. Như vậy là do thấy, do sáu cảnh từng thấy mà trước đây nay nó bắt đầu nó tràn lại cho mình thấy ha, nó phát sinh trong lỗi. Rồi đó là số 1. Rồi bây giờ tới số 2. Ditta sambandhato, ditta sambandhato. Rồi. Do sáu cảnh hiện có, tức là do sáu cảnh hiện có liên tưởng đến sáu cảnh đã từng gặp. Do sáu cảnh hiện có liên tưởng đến sáu cảnh đã từng gặp. Tức là cái số 2 này là nói đến và do cái sáu cảnh mà mình thấy ngay hiện tại đó, là hiện có đó, là ví dụ chẳng hạn như giờ mình ví dụ như là Đông Triều nó nhìn thấy cái chữ ví dụ pháp cơ bản là do thấy cảnh hiện có, thì mới nhớ lại cái cảnh mà lúc trước đã từng gặp, cho nên khi mà làm cái room này gặp ai ngồi nói chuyện ai đó thì cảnh nó hiện ra lại, tức là do sáu cảnh mà ngay trong hiện tại này làm cho mình liên tưởng đến. Hoặc là mình thấy cái cảnh nào đó ha, mình thấy cái cảnh nào nó tương tự. Ví dụ mình nhìn, ví dụ như cô Kim Nhung nhìn thấy ngôi chùa giống như cái chùa nào đó, cái mình liên tưởng lại, mình nhớ lại cái cảnh mà do mình đã từng thấy cái giống cái chùa này. Cho nên tức là mình thấy cái cảnh đang thấy tương tự với cái cảnh mà mình đã thấy, nó liên tưởng trở lại, mình nhớ trở lại. Thì vậy đó là cái nguyên nhân thứ hai cho cái sự mà phát sinh cái lỗi, do cảnh hiện tại liên tưởng đến cảnh quá khứ. Được chưa? Quý vị nắm được chưa? Rồi số 3. Sutato số 3. Do từng học, từng nghe nói đến, do từng học, từng nghe nói đến điều này hay là cảnh này, nay trạo lại. Do từng học, từng nghe nói đến cảnh này, điều này, cảnh này, nay trạo lại. Tức là do mình từng học rồi, chẳng hạn như mình từng học vi pháp, rồi giờ mình nghe nói tới cái gì nó liên hệ đến cái mình nhớ lại liền, mình trạng là nhớ lại cái cảnh đó trong cái dòng tâm thức của mình, thì như vậy là do từng học từng nghe nó làm cho phát sinh cái lỗi phát sinh. Đó là cái nguyên nhân thứ ba. Rồi nguyên nhân thứ tư, copy cái vali này. Đó là nguyên nhân thứ tư. Sutasambandhana, Sutasambandhana, nguyên nhân thứ tư. Do sáu cảnh hiện có, do sáu cảnh hiện có giống sáu cảnh đã từng gặp nên liên tưởng đến. Do sáu cảnh hiện có giống sáu cảnh đã từng gặp nên liên tưởng đến. À,
tức là do sáu cái cảnh, một trong sáu cảnh nó giống như những cái sáu cảnh mình đã từng gặp. Cho nên khi mà mình nghe nói, chẳng hạn mình giờ mình nghe nói đến Chợ Sài Gòn, thì là nói ở cảnh đó thì mình nhớ được cái cảnh Chợ Sài Gòn liền. Trong cái tâm mình nó phát sinh là cái Chợ Sài Gòn hiện, nó giống như hệt cái cảnh của người đó nói. Hoặc là mình thấy cái hình ảnh trên phim, chẳng hạn như mình thấy Chùa Vàng bên Miến Điện, thì mình nghe cái mình chợt nhớ là mình đã từng tới đó, thấy cái Chùa Vàng đó. Cho nên do sáu cảnh hiện có nó giống hệt như cái sáu cảnh đã từng gặp, cho nên nó phát sinh cái lỗi mông liên tưởng đến như vậy. Đó là nguyên nhân thứ tư. Và bốn cái nguyên nhân này, cái gì 1, 2, 3, 4 nè, là thường được biết là nó do tưởng, tức là do tưởng tâm sở đó, sanh nha che đó, sức cá đó, do tưởng tâm sở đó, làm việc nhớ lại ha, nhớ lại những việc đã từng thấy, những việc hiện thấy liên quan đến quá khứ, vân là do cái tưởng của mình làm việc. Rồi tới số 5. Sắp thà giá số 5. Do mãnh lực của đức tin. Do mãnh lực của đức tin. Được chưa? Tức là do cái đức tin của mình quá mạnh ha, cái tin mình mạnh ha. Do mình mạnh thì mình nghĩ là khi mình làm việc phước này thì mình khi làm việc phước, khi mình suy nghĩ tới, mình nghĩ tới những cái quả lành về sau mình sẽ được hưởng như vậy, như vậy, như vậy. Do mình có cái đức tin về như vậy, mình niềm tin vững mạnh về đó, thì nó làm cho cái lỗi nó phát sinh để suy nghĩ về những cái điều mình làm do cái đức tin nó tác động, nó làm cho cái lỗi mô phát sinh. Đó là sát tha giá. Rồi số 6. Ruchiya, số 6 là Ruchiya. Do mãnh lực của sự hoan hỷ, hưng phấn, hài lòng tác động. Do mãnh lực của sự hoan hỷ, hưng phấn, hài lòng tác động. Tức là do cái mãnh lực của cái sự hoan hỷ, chẳng hạn mình làm một cái việc gì đó mình khởi tâm hoan hỷ á, thì nó tác động, nó làm cho lỗi môn sanh lên, mình nghĩ tới những cái sự vui, sự tốt đẹp trên này kia, nó làm cho tác động cho cái tâm mình. Do vậy mãnh lực của cái sự hoan hỷ nó tác động vào lỗi môn phát sanh, đó là nguyên nhân thứ 6. Rồi số 7. Aka barabariwitakke da. Aka barabariwitakke na. Do sự suy nghiệm. Do sự suy nghiệm. Tức là do cái sự suy nghĩ của mình, suy nghiệm của mình. Mình thấy một cái vấn đề đó, mình suy nghiệm, mình suy nghĩ dựa trên những cái kinh nghiệm của mình á. Ví dụ như mình có kinh nghiệm về cái gì đó thì mình thấy cái gì đó, mình suy nghiệm, mình suy diễn, mình suy nghĩ về cái đó để mình nhận định sự việc đó. Thì như vậy là do sự suy nghiệm nó phát sinh cái lỗi để mà diễn hoạt cái sự kinh nghiệm của mình trên cái vấn đề. Đó là do sự suy nghiệm. Ghi chép kịp chưa? Alo. Kịp ha. Tới số 8. Tới số 8. Dittinicca nakhantiya. Dittinicca nakhantiya. Và số 8.
chữ này hơi dài chút xíu ha, copy lại. Do mãnh lực suy xét của trí tuệ, do mãnh lực suy xét của trí tuệ và chủ kiến đúng đắn, do mãnh lực suy xét của trí tuệ và chủ kiến đúng đắn, sự phân đoán tác động, sự phân đoán tác động, phân đoán là xác định đó, phân đoán tác động à, tức là do cái trí tuệ của mình, do cái mãnh lực suy xét của cái trí tuệ mình với lại cái chủ kiến mà mình có sự hiểu biết đúng đắn à, nó xác định được cái vấn đề một cách là chính xác ha. Chẳng hạn như trong cái tích mà nói về Bồ Tát á, một vị đạo sĩ mà lúc thờ thần lửa đó vậy à, thì khi một hôm ngày xuống phố ngày tìm đi mua muối mua giấm vân vân không, thì khi mà ông trở về hang động á, thì cái ngọn lửa mà ông thờ trong thần lửa, ông là đạo sĩ thần lửa mà ngọn lửa ông thờ bị gió mạnh thổi tắt luôn à, thì khi ông về ông thấy gió bị thổi tắt vậy đó, thì rồi bắt đầu từ cái vấn đề nào ông mới suy nghĩ. À, ông dùng cái trí tuệ ông suy xét với cái quan kiến mà suy xét của ông theo đúng pháp thì ông mới suy nghĩ cái ngọn lửa này mà nó còn bị gió thổi nó không thể tự bảo vệ chính nó à, thì nó bảo vệ ai à, ông nghĩ là như vậy, là lửa này mà còn bị gió dập thì nó bảo vệ ai, nó giúp ai, cứu ai được, thờ nó vô ích à, cũng vậy, giống như giờ mình thờ một cái gì đó, một ông địa để cho làm ăn phát tài chẳng hạn, thì vô tình rớt gì xuống trúng địa bể tiêu tùng à, thì ông địa còn bảo vệ ông địa không được thì không bảo vệ được ai à, thì nó do sự suy xét trí tuệ đúng đắn à, nó phát sinh ra cái lỗi một à, do suy nghĩ như vậy à, suy nghĩ đúng đắn à, là vấn đề cái nguyên nhân thứ 8 cho chúng ta biết là do mãnh lực suy xét của trí tuệ không. Và cái này cũng không phải dễ, cái này chúng ta phải có trí tuệ. Nhiều người mình gặp những cái vấn đề mình không đủ trí mình cũng khó mà nhận định được, khó làm cho phát sinh cái lỗi. Rồi số 9. Na na kham ma ba le na. Số 9. Do sức mạnh của nghiệp tác động, tức là điềm nghiệp. Do sức mạnh của nghiệp tác động, tức là điềm nghiệp. Do sức mạnh của nghiệp tác động, tức là điềm nghiệp à, tức là do cái sức mạnh của nghiệp nó tác động cho mình biết cái điềm sắp xảy ra. Chẳng hạn như mình tự nhiên mình ngủ mình chìm bao thấy một cái điềm nghiệp gì đó nó báo à, thì à, cho người ta biết là có chuyện gì xảy ra, nó qua ngày mai xảy ra thiệt à, là nghiệp nó tác động làm cho cái dòng tâm thức mình nó phát sinh à, thì như vậy do sức mạnh của nghiệp nó tác động hay gọi là điềm nghiệp đó. À, như trong kinh thì nói về hoàng hậu Yashodhara, Yashodhara đó thì nàng nằm mộng thấy một con bò chúa à, thấy một con bò chúa của hoàng cung đó, bỏ đi à, thì khi nằm mộng vậy thì mới biết là cái này là đêm nó báo cho Bồ Tát bỏ nhà ra đi xuất gia à, hoặc là lúc mà mình gần chết đó, thì những cái cảnh nó phát sanh, cảnh nghiệp hay cảnh nghiệp tướng nó phát sanh lúc cận tử, nó báo cho mình biết là mình sắp đi về một nơi nào đó. À, thì đó được gọi là điềm nghiệp à, do sức mạnh của điềm nghiệp nó báo à, mà cái này cũng chính xác lắm nha quý vị, mạnh điềm nghiệp nó cũng rất là chính xác. Rồi tới nguyên nhân số 10 phát sanh. Na na ít thì ba lề ná. Do sức mạnh của tha nhân tác động, do sức mạnh của tha nhân tác động, như trường hợp thôi miên thuật á, như trường hợp thôi miên thuật,
tức là do cái sức mạnh của người bên ngoài, người bên ngoài nó tác động vô dòng tâm thức mình. Chẳng hạn như mấy người mà nó có luyện cái vấn đề thôi miên, nó làm chuyển dòng tâm thức mình, nó làm cho cái tâm mình nó bị chuyển theo ý của họ, phát sinh cái lỗi môn. Thì như vậy do sức mạnh của tha nhân, những trường hợp như thôi miên hay là nó dùng những thần lực của nó, thì như vậy đó là cái nguyên nhân thứ 10. Rồi nguyên nhân thứ 11. Đề quá tô bát sâm hà ra quá xê ná. Đề quá tô bát sâm hà ra quá xê ná. Do thần lực thiên nhân kích động, chư thiên chuyển tâm. Do thần lực thiên nhân kích động, chư thiên chuyển tâm. Chư thiên chuyển tâm chứ không phải khiển, chuyển tâm. Tức là do thần lực của những vị trời đó, họ có thể kích động, họ có thể chuyển cái dòng tâm thức của mình, họ tác động cho mình khởi sanh những cái dòng tâm thức theo ý của họ được. Đó là do thần lực của thiên nhân hoặc là chư thiên chuyển tâm mình. Chẳng hạn như những trường hợp mà chúng ta đọc kinh thấy những trường hợp ác ma du si tác động lên cả hai dân làng trong lần kinh, trong bài kinh Hàng Ma, nó tác động cho rối loạn cái dân làng đó luôn. Thì như vậy là chúng ta thấy là một sự thần lực của những loài mà chư thiên cũng rất là mạnh mẽ, rất ghê gớm, có thể tác động làm cho con người bị thay đổi tư tưởng, chuyển dòng tư tưởng luôn. Mặc dù nhiều khi mà biết đó là không đúng, mà khi mà ác ma chuyển cái mình cũng bị loạn theo luôn ha. Đó là cái số 11. Rồi tới số 12. Tha tu khô phá quá xê ná. Tha tu khô phá quá xê ná. Cái nhân này là do rối loạn cơ thể. Do rối loạn cơ thể, như bị lên cơn sốt hay bị cảm mạo, làm cho tứ đại trong thân bị rối loạn. Do rối loạn cơ thể, như bị lên cơn sốt hay bị cảm mạo, làm tứ đại trong thân bị rối loạn. Tức là trường hợp này là do cái cơ thể của mình nó bị rối loạn, mình bị bệnh, mình bị lên cân sốt, hay là mình bị những cái trường hợp mà nó làm cho cơ thể mình nó mất quân bình, đất nước lửa gió rối loạn, thì nó phát sinh cái lỗi môn. Đó là cái vấn đề thứ 12, do rối loạn cơ thể. Rồi vấn đề thứ 13. Anubo tha quá xê ná. Do có tri kiến đúng đắn về tứ diệu đế. Do có tri kiến đúng đắn về tứ diệu đế. Tức là dựa trên ba loại trí: trí văn, trí tư, trí tu. Do có tri kiến đúng đắn về tứ diệu đế, tức là dựa trên ba loại trí: trí văn, trí tư, trí tu. Tức là đây nói về mình có được cái tri kiến hiểu biết đúng đắn về là tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Biết như vậy và dựa trên cái loại trí văn, tức là do mình học, mình hiểu cái đúng đắn rồi nó phát sinh cái lỗi. Đúng đắn tức là trí văn, hoặc là trí tư là do sự tự mình suy nghĩ, mình suy tư tác thành, nó phát sinh lỗi. Hoặc là trí tu, do người tu tập hành thiền tu tập mới phát sinh được những cái trí, phát sinh cái lỗi hiểu biết về tứ diệu đế một cách chính xác đúng đắn ha. Đó là nguyên nhân thứ 13. Rồi nguyên nhân thứ 14.
Bati về tha quá xề ná. Bati về tha quá xề ná. Do thánh trí tác động. Do thánh trí tác động. Sự hiểu thấu tứ diệu đế. À, tức là đây là nói về cái nhân mà do mình một người tu tập mà chứng đắc được thánh trí. À, khi mà thánh trí tác động sự hiểu biết của mình, thấu hiểu của mình về lý tứ diệu đế, nó phát sinh ra cái lộ tâm của bậc thánh thuộc về lỗi môn mà chứng đắc được những cái bậc đạo quả, thì nó do thánh trí tác động phát sinh lộ y môn thuộc về thánh trí. Đó là 14 cái duyên để mà làm phát sinh cái lộ y môn. Cho chúng ta biết là rất là nhiều thứ, nhiều loại ha. Cho chúng ta thấy là vấn đề nó được diễn tiến qua cái lỗi môn nó là như vậy. Rồi quý vị nắm được chưa? Alo. Tiếp không? Tiếp thêm chấn động hay là sao đây? Có nhiều quá không quý vị? Tiếp ha. Mọi người tiếp. Hay tiếp nữa không? Tiếp chút rồi ha, tiếp chút xíu rồi ha. Xíu rồi ha. Thêm đi. Rồi, thêm tiếp mà, thêm phần nữa. Rồi, đối tượng. Ghi giữ đối tượng bự vô ha, đối tượng. Tức là đây nói về cái vấn đề mà cái đối tượng hay là cảnh mà nó làm cho phát sinh cái lỗi môn. Đây là cái vấn đề mà nó là một cái sự mà rất là quan trọng ha. Bởi vì chính có cái đối tượng này nó mới làm phát sinh lộ tâm. Cho nên mình phải cần phải nắm bắt. Xuống dòng. Lộ ý môn bắt tất cả đối tượng. Lộ ý môn bắt tất cả đối tượng. Ngoại trừ cảnh ngủ thuộc thời hiện tại. Ngoại trừ cảnh ngủ thuộc thời hiện tại. Rồi, tức là đối tượng mà để làm phát sanh cái lỗi môn thì đối với lỗi môn thì bắt được hết tất cả đối tượng. Đối tượng nào cũng bắt được hết, ngoại trừ cảnh ngủ. Tức là cảnh ngủ là cảnh gì quý vị? Ngủ hay cảnh thức? Ngủ cảnh ngủ là gì đây? Sắc thinh khí vị xúc. Rồi bây giờ ta nói là lỗi môn bắt được tất cả đối tượng ngoài trừ cảnh ngủ thuộc thời hiện tại. Tức là sao đây quý vị? Tại sao là thuộc thời hiện tại? Cảnh ngủ thuộc thời hiện tại. Tại sao ngoại trừ cảnh ngủ thuộc thời hiện tại? Đây quý vị thì nó như thế nào đây? Cứ đưa lên ý kiến đi quý vị, cho mỗi người ý ý để nắm bắt vấn đề sao. tiếp tục đi. Xà thú thiện hữu nói chính xác nhất ha. Cảnh ngủ thật thời hiện tại là thuộc về lộ ngủ môn. Nó không có dính dáng gì tới lộ ý môn nữa đây. Cảnh ngủ thời hiện tại là mắt thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi cảnh khí,
tự ném cảnh vị thân xúc chạm cảnh xúc và ngay thời hiện tại thuộc lộ ngũ môn à, chứ nó không có dính dáng gì tới cái lộ ý môn ha à, cho nên ngoại trừ đó ra, ngoại trừ cảnh ngũ thuộc thời hiện tại, xa thứ xa thứ. Rồi bây giờ xuống dòng gạch đầu dòng cái bông đầu dòng sắc hiện tại, sắc hiện tại là sắc gì đây quý vị ơi? Sắc hiện tại mở ngoặc đây, từ bảy cảnh, từ bảy sắc cảnh giới, sắc hiện tại từ bảy sắc cảnh giới. Từ bảy sắc cảnh giới. Rồi ai trình bày đúng bảy sắc cảnh giới là gì đây? Tức là đối tượng của lỗi môn là sắc hiện tại, nhưng mà trừ bảy sắc cảnh giới ra. Ơi xa thấu chính xác ha, sắc tinh khí vị à, đất nước mưa gió tam đại rồi à, xa thấu tức là trừ bảy cái cảnh sắc này ra. Bởi sao, bởi tại sao trừ bảy này ra? Bởi vì bảy cái cảnh sắc này nó liên hệ đến là lộ ngũ môn chứ nó không có liên hệ đến lộ ý môn à, cho nên cái sắc hiện tại này á, thì là những cái sắc mà trừ những cái loại sắc này ra à, trừ à, sắc tinh thần khí vị đất lửa gió. À, ngoài ra những cái sắc khác gọi là đối tượng của lỗi môn luôn, là sắc hiện tại cộng sắc quá khứ cộng sắc vị lai, cộng sắc quá khứ cộng sắc vị lai cộng danh pháp cộng chế định pháp, tức là đối tượng đó là sắc hiện tại, sắc quá khứ, sắc vị lai, danh pháp, chế định pháp. Rồi, như vậy đối tượng của cái lộ ý là sắc hiện tại, trừ bảy sắc cảnh giới ra, là có sắc pháp mà thuộc về hiện tại à, không có liên hệ đến bảy cảnh sắc mà bảy sắc cảnh giới nào. Rồi sắc thuộc về quá khứ cũng làm phát sinh lỗi, sắc vị lai à, là ba loại sắc ha, hiện tại, quá khứ, vị lai. Rồi danh pháp à, tâm sở à, là thuộc về danh pháp. Rồi chế định pháp à, cũng là thuộc về à, cảnh đối tượng của lỗi môn. Thì như vậy chúng ta có được đối tượng của lỗi môn là bắt được tất cả đối tượng trừ bảy cảnh sắc giới ra, trừ sắc cảnh giới ra, sắc thinh khí vị và đất lửa gió, và sắc quá khứ, sắc vị lai, danh pháp và chế định pháp, đó là đối tượng của tất cả các đối tượng của lỗi môn. Rồi quý vị nắm được chưa? Alo, có gì khó hiểu không ạ? Khóc luôn hả? Khóc luôn. Vì đối tượng của lỗi môn trừ bảy cảnh sắc, bảy cảnh sắc cảnh giới đó thôi, thì còn lại là tất cả đều là đối tượng của ý môn hết. Bây giờ nói về dễ hiểu hơn, tức là dịch trừ bảy cảnh sắc, bảy trừ bảy sắc cảnh giới, ghi dấu đi ha, ghi dấu cái đi, trừ bảy sắc cảnh giới còn lại đều là đối tượng của lỗi môn à, mình ghi thêm cái gì cho nó dễ hiểu. Đúng rồi, là 28 sắc trừ lại 7 còn 21, đúng rồi, tức là trừ 7 sắc cảnh giới còn lại là đối tượng của lỗi môn. Nói gọn á, tóm gọn vậy ha. Tức là như vậy chúng ta thấy rằng cái lỗi môn mình nó có thể bắt được những cảnh sắc
là những cái sắc sắc tế, chẳng hạn như sắc thần kinh, rồi thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, nó bắt được hết mấy cái sắc thần kinh đó, lỗ vi môn có thể bắt được những cái sắc đó, hoặc là sắc ý vật, hoặc là sắc nam tính, nữ tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc của thần kia, nó bắt được những cái vi tế đó, cái lỗ vi môn nó có thể bắt được những cái cảnh đó, thì cảnh nó phát sinh lên thì nó có thể bắt được. Như vậy là chúng ta có thể biết được cái đó, nhưng mà thực sự khó mà để mình nhận ra được cái vấn đề này, nó quá vi tế ha, là khó mà nhận ra được. Chỉ cho nên chỉ người mà có hành tứ niệm xứ mà miên mật tâm và phát sanh trí tuệ, nó bên trong cái lỗ vô rồi bắt được những cái sắc pháp nó sanh theo, những cái sắc về sắc tế nó sanh theo, nó thấy được vấn đề đó. Còn như mình thì chắc mình thấy sắc tệ, thấy sắc tế khó thấy. Được chưa? Được chưa? Giờ thêm chút nữa không? Học thêm chút nữa không? Hay là sao lại? Rồi, hộ kiếp vừa qua. Thêm tí nữa nha, hộ kiếp vừa qua. Thắc mắc. Phan để ghi cái tựa này đi. Hộ kiếp vừa qua, tức là mình học tới vấn đề hộ kiếp vừa qua. Ati tá phá quần gác, hộ kiếp vừa qua. Rồi, tới bắt đầu bước qua cái mục này ha. Rồi, chánh tâm muốn hỏi gì đó lên hỏi đi. Dạ, kính thưa thầy. Con mắt là thầy nói là cái lỗ ý thì ngoài trừ bảy cánh sắc giới, bảy là sắc thinh khí vị đất lửa gió, thì con nếu mà trong ngồi thiền á thì mình phải hiểu là giống như là tám sắc bất ly là đất nước lửa gió, mà cái đó con cũng hơi khó hiểu là vậy, lúc đó là mình ngồi thiền đó là mình ngồi trong cảnh ngũ hay cảnh pháp, mà tại sao trừ bảy sắc đó, con cũng hơi khó hiểu là sắc hiện tại là mình ngồi thiền mình trong thân mình thấy rõ là có thấy tám sắc bất ly, nhưng mà cái đó là cảnh hiện tại, nhưng mà lỗ ý vậy cái đó cũng lâu ngủ hay lỗ ý, con không khó hiểu quá, xin thầy giảng về rõ hơn cái đó cho con biết. Xin cảm ơn thầy. Ơi, xa thứ dễ hiểu thì mộ cái đâu khó. Nhưng bây giờ mình ngồi thiền mình có cái diện mình nghe tiếng động, đúng không? Khi ngồi thiền mình nghe nó thuộc về lỗ ngủ chứ sao lỗ ý được. Mình nghe là lỗ ngủ, đúng không? Là mình hít thở thì mình thở vô thở ra, cái xúc chạm đầu mũi thì xúc chạm đó là lỗ ngủ hay lỗ ý? Đây quý vị, xúc chạm cái ngủ hay ý? Lỗ ngủ là ngủ thân sức, lỗ ngủ chứ sao lỗ ý được. Lỗ ngủ hết. Còn khi nào mình là khởi sanh trong dòng tâm thức, mình phát sanh cái gì đó thì mới là lỗ ý được. Thường thường mình ngồi mình nghe là mình xúc chạm là cái ngứa chân ngứa tay tê cẳng tê chân gì thì là lộ ngủ hết. Rồi từ cái lộ ngủ này nó mới đi qua lỗi lỗi là hơi bên trong nó khó mình thấy được lắm. Chẳng hạn như mình thấy trong tâm mình khởi lên cái cảnh gì trong đầu á thì đó là lộ gì cái gì, dù đang ngồi thiền nó khởi lên một hình ảnh gì đó thì đúng rồi, lúc đó là lộ ý. Hoặc là trong lúc mình ngồi thiền cái tự nhiên mình phát sanh cái giống như là sự mà ánh sáng hào quang gì trong tâm mình nó phát sanh sáng chói, thì cái đó lộ gì cái gì? Lộ ý luôn nha, lộ ý đó thì đó mình phân biệt được rõ ràng, đó là lộ ý lộ ngủ nó khác nhau rõ ràng, mặc dù nó lẹ lắm nhưng mà mình biết. Ví dụ như mình đang ngồi mà có cái con giòn gió nó thổi và cái thấy mát lạnh thì ý thì ngủ,
ý hay ngủ. Ngủ xa đó là lộ ngủ à, mà lộ ý khi nào mình cái thiền mình mạnh đó mới phát sanh lỗi liên tục được à, cho nên không phải dễ gì mà chúng ta làm phát sanh. Thường thường đắc thiền hay đắc đạo đều là nằm trong lỗi hết. Quý vị nãy coi cái học cái sơ đồ hay cái list đó, toàn là lỗi hết à, đắc thiền đắc đạo đắc thần thông như là lỗi một hết. Lộ ngủ nó chỉ là cái bên ngoài thôi, tác động rồi chứ nó không thể mà ảnh hưởng gì trong cái vấn đề thiền được hết à, đó là chúng ta đừng có lầm lẫn ha. Mình ngồi thiền mình thấy thân mình mát mẻ rồi kia là thấy mở mắt ra thấy ánh sáng hào quang được thứ chuyện à, tưởng là mình đang vô thiền chứ không có đâu, nó còn đi vòng vòng ngoài ngoài chơi chưa đắc thì nó chưa vẫn còn lộ ngủ lộ ý xen lẫn nhau liên tục, nó không có vô được à, nó chưa có vô được đâu, chưa vô sâu được à, bởi vì khi mình ngồi nó phát sanh ngủ ý nó phát sanh liên tục chứ. À, khó lắm, à, rất khó. Mà tập từ từ nó quen à, từ vô à, từ mình quán riết rồi từ vô. Rồi đó là tới đâu rồi này, phần gá phải không, tới hậu kiếp từ qua à, thì ta phải quần gá à, hậu kiếp vừa qua tức là đây nói về vấn đề mà lỗi mà có phát sanh hậu kiếp vừa qua à, xuống dòng gạch đầu dòng do có sắc hiện tại thành tựu, do có sắc hiện tại thành tựu nên có hộ kiếp vừa qua. À, tức là ngoại trừ bảy cái sắc nãy ra ha, ngoại trừ bảy sắc cảnh giới thì là lúc mà có cái sắc hiện tại mà nó phát sanh, nó thành tựu trong cái lỗi môn mình đó à, những sắc tế phát sanh đó, thì lúc đó phát sanh hậu kiếp vừa qua à, bởi vì cái hậu kiếp vừa qua này nó phát sanh lên được là bởi vì do cảnh sắc à, trong thuộc về sắc tế nó phát sanh đó à, nó làm cho cái lỗi nó tại vì cái lỗi ý thường thường nó bắt cảnh ý chứ nó không bắt cảnh sắc. À, nhưng mà giờ nó bắt cảnh sắc thì nó phải bị giống như nó bị phải giống như một cái sự chướng ngại, nó làm cho cái danh pháp của mình nó phải bị sương ha, nó nói vậy đó à, thì khi nó xúc chạm cảnh sắc đó, thì nó phải có hậu kiếp vừa qua à, đó là cái vấn đề như vậy, do có cảnh sắc hiện tại được thành tựu à, cảnh hiện tại nha. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng, cảnh sắc quá khứ, sắc vị lai, danh pháp và chế định không có hộ kiếp vừa qua. Cảnh sắc quá khứ, sắc vị lai, danh pháp và chế định không có hộ kiếp vừa qua. À, cho nên đây chúng ta thấy là cảnh sắc quá khứ nó thuộc về quá khứ rồi, bây giờ nó tràn lại thì nó thuộc về danh pháp. Vị lai nó cũng thuộc về do mình tưởng về danh pháp à, và danh pháp và chế định cái này cũng là do là hòa nhập vô vấn đề dòng danh pháp nó dễ dàng nhập lộ tâm ý môn dễ dàng, cho nên khi mà cảnh sắc quá khứ vị lai và danh pháp chế định thì nó không cần có hộ kiếp vừa qua, chỉ có sắc pháp nó sanh khởi lúc đó thì mới cần có hộ kiếp vừa qua mà thôi. Cho nên hộ kiếp vừa qua trong lỗi môn chỉ có khi mà có những cái sắc mà, à, nó phát sanh à, lúc đó thì mới có hộ kiếp vừa qua. Rồi đó là những cái vấn đề mà chúng ta học tổng lược trước ha, về những cái bài học hôm nay à, thấy tới đây là cũng được ha quý vị. Vừa phải lẽ ha, tuần sau là bắt đầu chúng ta đi vào chính thức lộ ý môn thời bình nhật à, nhớ nhắc nha, tuần sau là vô lộ ý môn thời bình nhật. Rồi hôm nay chúng ta đã học được tổng kết được một số vấn đề ha quý vị à, nắm được coi lại ha, làm bài mình lên sơ đồ lại cho nó mình nhớ cái tổng quát trước là mình mới nắm được ý à, rồi mời Chánh Tâm hỏi nhỏ đi. Dạ thưa thầy, nhưng mà con xin hỏi thầy là khi mà mình thiền á thì mình phải sống trong cái hiện tại, thì mình phải bắt những cái gì giống như là trong bộ ngủ, giống như mình phải tỉnh thức lúc nào mình cũng biết hiện tại,
thì cái lỗ ngủ là mình biết là giống như nghe âm thanh hay là sự xúc chạm hay sự ném. Mà trong thiền nếu mà muốn đắc thiền là phải qua lỗ ý. Mà mình thiền trong hiện tại, thì hiện tại thì mình đâu có đắc thiền được. Everything mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình ném, sự xúc chạm nóng lạnh, cứng mềm, mọi sự là giống như cái sự, giống như là sự cứng mềm, đất nước lửa gió, sự di chuyển trong cái toàn thân của mình, hay là những cái gì sanh khởi đây là trong cái hiện tại. Nhưng mà đắc thiền là toàn là trong cảnh ý. Cũng có thấy cũng có hơi mâu thuẫn không thầy, thì giảng gì vấn đề đó cho con hiểu tí xíu ạ. Xin cảm ơn thầy ạ. Đây, xa lắm, xa lắm. Mà trung tâm có suy tư về thiền nhiều. Bây giờ dễ hiểu thôi. Ví dụ như giờ mình ngồi thiền ha, ví dụ ngồi thiền. Ví dụ như giờ mình đang ngồi thiền, thì mình hít vô, thở ra, tức là mình đang sống trong hiện tại gì? Đang sống trong cảnh ngủ, tức là hít vô, thở ra, hơi thở chuyển động, có sự xúc và cảnh ngủ. Thì nó thuộc về lộ ngủ, nhưng mà lộ ngủ nó chỉ sanh lên lộ thôi, bây giờ nó chuyển qua lộ ý, chứ nó không phải lộ ngủ không đâu. Thì khi nó chuyển qua lộ ý thì từ cái khởi đầu là lộ ngủ mà chuyển qua lộ ý cho đến khi mà thành tựu được cảnh đó, hầu mấy trăm ngàn lộ mà. Thành ra mình phải quán hiện tại là lúc cái tâm mình khởi lên lỗi môn, mà cái lúc đó trí tuệ mình bắt được cái lỗi ý đó, vì cái đó mới tính. Chứ mình còn bắt lộ ngủ chưa ăn thôi đó, ngủ là mình chỉ làm sao mình là thực sự mình cũng bắt được kịp đó. Tại vì khi mình ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi khởi lên một cái ngứa đi, chân mình ngứa, khi mình biết ngứa mình nói mình biết hiện tại, chứ thực sự nó qua hàng triệu lộ trình tâm rồi, chứ mình đâu có biết hiện tại đâu. Không có đơn giản gì, mình nói là văn nói cho nó vui thôi, rồi sống trong hiện tại là thấy biết thấy, nghe biết nghe, rồi khi mình nói tới điều đó là nó đi qua hàng triệu lộ trình tâm rồi. Chứ không có dễ gì mình bắt được cái pháp đó. Chỉ khi nào mình luyện tới mức độ thuần thục mà cái lộ ngủ nó phát sanh lỗi, mình bắt được liền đó. Thì lúc đó mình bắt được cái thực tính pháp của nó lúc đó. Còn không là chúng ta bắt, chúng ta toàn là chế định hết. Mình mới bắt là toàn là chế định hết. Đúng là lộ ngủ rồi mới qua lỗi. Mình qua lỗi mà nếu mà mình lộ, tại vì cái lộ trình tâm mình đó, từ lộ ngủ nó mình bắt cái đầu tiên á thì nó chưa thành hình vậy đó. Ví dụ như giờ mình thấy cảnh sắc đi, thì cái khởi đầu cái cảnh đầu tiên nó đến chứ con mắt mình nó chỉ là những cái năng lượng thôi, nó không chơi ra hình ảnh gì đó. Cái gì học khoa học mình cũng thấy không, ví dụ nó là những chút vậy đó, mình thấy rất là vi tế. Nó vô rồi nó qua lộ tâm rồi mới định danh định hình này kia, nó làm tùm lum tà la chuyện rồi nó mới biết được cái cảnh đó là cảnh gì. Thì nó trải qua rất là nhiều cái vấn đề ngoạn mục để mà đưa đến cái sự xác định cảnh đó là gì. Chẳng hạn như mình thấy một cái bông hoa đi, thì mình thấy cái bông hoa mình thấy được, mình nhìn thấy liền cái gì. Theo cái bình thường cái thời gian tính là mình vừa nhìn thấy cái bông là mình thấy liền. Nhưng mà thực sự không phải vậy. Làm lâu gì vấn đề lắm, nó phải đeo tuần tự pháp. Tức là bất cứ cái gì nó phải tuần tự hết. Từ từ nó diễn tiến, rồi nó sắp đặt, rồi nó mới định hình, định danh đủ thứ. Rồi mới đi đến độ mình xác định được đó là cái bông. Mà khi mình xác định đây là cái bông là mình rơi vào tục đế tiếp. Bây giờ thấy không? Mình nói là bông này, hay là cái bông. Thì mình xác định đây là cái bông là mình rơi vào tục đế rồi. Vì thế nó không phải là đơn giản mà để cho chúng ta nói, bởi vì thấy chỉ là thấy. Đức Phật dạy cái câu đó khó hiểu lắm, mà mình học lộ trình tâm rồi mới thấy cái sự diễn tiến của cái tâm mình nó đi ghê gớm lắm, nó rất là nhanh, rất là cực kỳ. Mà mình bắt là mình bắt cái đuôi không, thì mình bắt là mình bắt cái cuối cùng cái đuôi, mà cái đuôi cuối cùng đó thì nó qua hàng triệu cái lộ trình tâm, rồi lúc đó là mình chỉ bắt cái tục đế thôi. Bắt được đấy thì cái quả gì phải tập, mình phải luyện hoài, luyện cho tới khi nào ví dụ như mới đồng mình bắt được cái cảnh đó là nó rơi vào tục đế là mình đi vô tới lộ một triệu lộ từ tâm rồi ha. Nhưng mà giờ mình tập thường xuyên mỗi ngày chứ hoài rút ngắn lại, thì cảnh vừa tới cái mình giảm xuống còn 800, giảm xuống 700, giảm là giảm xuống tới khi nào nó ở trạng thái danh pháp, tức là khi nào nó trạng thái mà gọi là
chân đế đó. Mà mình bắt được cái đó một cái đó là mình thấy được danh sắc lên, rồi mình sẽ thấy được danh phát sanh sắc lên, thì khi đó cái sự nhạy bén của mình bị bắt về cái lỗi môn. Phải nói là phải, chúng ta nói thiệt không phải chuyện đùa, mình nói với mình tu thiền khó lắm, nó bắt được cái lỗi môn mà pháp chân đế rất là khó. À, thường thường chúng ta bị bắt cái đuôi nhiều hơn, bắt cái về tục đế nhiều hơn, đó là vấn đề mà chúng ta nên suy xét và tập thường xuyên là như vậy. Và chúng ta hỏi đấy đi. Dạ, thưa thầy, thì này là con nói về pháp hành ha. Thì nếu mà trong khi mình ngồi thiền thì mình ngồi trong cái sự hiện tại, trong cái lộ ngũ, mình ngồi mình bắt những cái cảnh những cái xúc chạm hay ném ngửi mùi vị, thì cái sự xúc chạm á thì là mình biết là đất, thì cái thực tính của nó là cứng mềm, nước là sự quá tính, hay là gió là sự di chuyển, hay là sự nóng lạnh, thì là cái đó phải là thực tính của khi cái ý, khi đó lúc đó là qua cái ý. Cái ý là phải không thầy? Lúc đó là mình thấy thực tính của nó là cái đó là chân đế, phải không thầy? Tự nhiên mình đang ngồi trong cái hiện tại, thì những cái sự xúc chạm đó, thì những cái thực tính của pháp là như nóng lạnh, cứng mềm, di chuyển hay là gió, thì cái đó, ý lúc đó là cái ý, thì cái đó phải là thực tính pháp, vậy cái đó là phải trong chân đế không thầy? À, xin thầy nói rõ về tí xíu đó, con xin cảm ơn thầy. Thôi, xa hướng, giờ lại hỏi quý vị nha. Rồi quý vị ngồi thường xuyên ha, thì mình ngồi thì mình thấy chân mình bị tê cứng, bị tê mình thấy cứng. Quý vị có khi nào quý vị thấy cứng không? Ai thấy gì không? Có rồi. Và khi mình thấy nó cứng nhẹ, có phải là mình thấy được pháp chân đế không? Suy nghĩ, ai cũng suy nghĩ. Đây, phải chân đế không? Đúng rồi, xa thú làm gì có vậy, làm gì có thấy được. Mình nói mình thấy cứng ra là mình đã thấy đế tốt rồi, sao lấy được chân đế được? Dễ gì thấy được chân đế, khó lắm, không có đơn giản gì mình thấy được chân đế đâu. Bây mình thấy cứng rồi nóng lạnh. Mình nói là mình là do cái kinh nghiệm của mình thấy, rồi cái tâm mình nó mới suy diễn, mình nó mới xác định là cái đó là thuộc về cứng hay mềm. Nhưng mà thật sự cứng hay mềm đó là một cái trạng thái của sắc thực tính. Mà cái sắc thực tính trạng thái mà khó mà chúng ta nắm bắt được lắm, không có chuyện dễ. Mà chẳng hạn như giờ mình lấy tay mình rờ vô cái này kia, thấy mình rờ vô cái tay kia, tay này rờ tay kia, mình thấy mà mềm á. Nhưng mình thấy mềm nó qua thực đế tốt rồi, dễ gì thấy chân đế là khó. Rồi chúng ta tà hành bao nhiêu lâu rồi, lâu lắm, hồi xưa có một lần chúng ta thấy mình đi kinh hành á, mình vừa bước chân đi mình thấy tự nhiên, lúc đó phải công nhận cái đó không thể dùng từ diễn tả được, tức là cái đó mình phải nói là mới gọi là thực chứng. Còn mà mình biết mình suy diễn là nó qua cái thực đế rồi. À, khi mình dơ chân bước thì tự nhiên thấy có cái gì đó nó đẩy cái thân mình đi, thì lúc mà mình thấy được như vậy đó thì mới thật sự là mình thấy gió. À, mà lúc đó mình không thể nào mà mình định trước được, nó phát sanh lên là mình lúc đó là trí tuệ mình nhạy bén hay không là mình thấy đúng đó thôi. À, còn đợi lúc mình ngồi mình thấy này cái nào là mình suy diễn hết, tất cả đều là do cái kinh nghiệm của mình rơi vô tục đế hết, rất là khó trong cái vấn đề này. À, cho nên phải hành hoài lại vậy đó. Và nó liên hệ tới ba la mật nữa quý vị. Tức là ba la mi mình trong quá khứ đầy đủ sự tu tập, có những cái phước báo này kia nọ, trí tuệ mình mạnh mình mới thấy được. Coi vậy khó, rất là gian nan. Thường thường chúng ta hành là mình chỉ đi vòng ngoài thôi, thực đế hết. À, rất là khó đi vào pháp chân đế. À, nhưng mà cũng tùy người, cũng khó nói lắm. Cũng có nhiều người ta cũng có cái trí tuệ ba la mật trong quá khứ á, có thể là vô ta thấy liền. À, vô nhiều khi nó vô chừng vài bữa người ta thấy được. À, cái này là cũng thuộc loại siêu nhân nha, cũng thuộc loại đặc biệt, tại vì khó lắm, không có đơn giản như mình tưởng. Là
cũng ngay cả thiền chỉ mình thấy quan tướng được một cả một vấn đề chứ đâu phải chuyện dễ. Nó vô tới quan tướng bên trong là nó vô lũy thì khó mà chúng ta nhận biết được. Đó là vấn đề mà từ từ đó chúng ta học về lộ trình tâm, cái sự mà diễn tiến của nó từ từ mình sẽ thấy nó hiện bài ra nhiều vấn đề, mình thấy rõ lắm, rất là rõ. Rồi như vậy hôm nay mình học ở đây, chắc Tâm có hỏi nữa hả? Hỏi câu ở đây rồi mình nghĩ nha. Dạ, còn hỏi một câu nữa thôi. Tôi thắc mắc nhiều lắm. À, thưa thầy, ok, con muốn bị cơ cái về mà thấy chân đế đó, con muốn hiểu là con không muốn nhầm lẫn là giữa thấy sự tục đế và sự thấy cái chân đế, để con không muốn là con sống trong cái tưởng. Thì con muốn hỏi rõ nữa là vậy nếu mà con ngồi với tỷ như con ngồi mà con nhập thiền, con ngồi 3 tiếng, 4 tiếng mà con không có giống như con có thể ngồi nửa ngày mà con không mu, mà con trong cái trạng thái giống như là không thấy đau mà chỉ thấy cái sự co giãn, cái sự thấy những cái pháp mà nhiều lúc tiếng động nhiều lúc cũng có khi có nghe, có khi không nghe mà vẫn hiểu biết, mà cái sự đau thì không có thể con vô con nhập thiền một cái là con thấy cái sự nó giống như cái người con nó giống như là một cái trống không, nó cái sự chỉ thấy là những cái chấm chấm co giãn, sự cứng mềm nóng lạnh vậy thôi, và có khi đau mà không phải là đau cái tao cái thân, mà đau ở trong cái pháp, ở trong cái sắc pháp, con không hiểu, không biết nói sao, nhưng mà biết nó đau và hết đau, nó cứ nó sanh mọi hiện tượng nó thay đổi liên tục. Thì con nghĩ không biết cái đó là con tưởng hay không tưởng, nhưng mà con khi con nhập thiền con ngồi có thể nửa ngày mà không cảm thấy cái gì hết, nhưng mà sự biết sự nghe có khi có một, nếu con tập trung trong đó thì con không hiểu là có định và có tuệ không, hay là con biết khi mà nếu mà con trong thiền định đó, thì con chỉ nhập vào một cái quan tướng, hay là để thấy quan tướng, nhập vào cái ánh sáng quan tướng, nhưng mà cái này con không muốn nhập vô trong đó mà con chỉ trong cái thiền quán, thì con chỉ thấy là sự nóng lạnh cứng mềm di chuyển, sự sanh diệt như vậy, thì con không biết là ngồi như vậy mà 4-5 tiếng thôi mà không, khi xả thiền ra thì con mới thấy đau, khi mà con sức thiền con ra thì con mới thấy là cái sự cứng mềm đau, nhưng phải ngồi nghỉ khoảng nửa phút hay một phút thì con mới đứng dậy được. Thì con xin hỏi thầy, cái hiện tượng đó là có thể là con đang ngồi trong tưởng hay là tục đế hay là chân đế, xin thầy giải thích rõ ràng cho con về vấn đề đó. Cảm ơn thầy. Bây giờ vấn đề mà thứ nhất là ngồi lâu hay mau, nó cũng do là cái thói quen của mỗi người. Có người ta ngồi nửa tiếng là chịu nổi, có người ta ngồi mấy tiếng cũng không sao, hay là do cái cơ thể là một, do cái thường thân nghi duyên trong nhiều đời nhiều kiếp cũng khó biết được cái này không. Những ngày xưa chúng tôi có biết anh đó, anh yếu pháp học cũng không có, pháp hành cũng không luôn, vô qua Canada hành thiền đó, đi Montreal hành thiền gặp chúng tôi đó, thì anh vô thành mấy ngày anh chán quá, nó ngồi chịu không nổi, ngồi đau đớn tâm phóng dật đủ thứ rồi về. Chán quá rồi về chúng tôi nói, thôi về chi, vô lỡ vô rồi mình về uống rồi làm rồi thiện được thì xuống nấu cơm nấu nước phụ mấy bà vậy đó, kiếm cũng kiếm được mấy phước. Thì ông cũng nghe lời, ông ngồi ông xuống phụ, trong thời gian vài bữa cái ông thấy khỏe lại, ông lên ngồi. Thì có gì tưởng tượng ông ngồi vô ngồi 4 tiếng đồng hồ, từ sáng tới trưa chiều luôn, ngồi 4 tiếng đồng hồ không nhúc nhích không cử động, khoái quá ra hoan hỷ. Vấn đề đó mình cũng mình biết là không phải ngồi lâu là mình đã đắc thiền hay gì đâu, không phải đâu, mà do nhiều nhân duyên quá. Còn cái vấn đề khi mình ngồi á, mình muốn biết mình có nhập vô được pháp thực tính hay không, thì chúng ta phải xét lại, nếu mà mình còn biết thấy cứng, thấy mềm, còn thấy tê, thấy này, thấy kia là mình đang còn nằm tục đế hết á. Khi mình nhập vô thiền, nếu nói thiền chỉ, mình nhập vô thiền là mình hết biết là mà vô thiền chỉ là phải có những cái quan tướng, những cái tợ tướng, những quan tướng phát sanh theo tuần tự pháp, chứ không phải đùng cái anh vô thiền được đâu, nó phải qua tuần tự hết, đi theo tuần tự pháp. Rồi thiền quán là chúng ta phải có một cái
cái trí tuệ nó phát sanh là thấy rõ các pháp một cách chính xác, thấy đâu là danh, đâu là sắc trước rồi đó. Còn những cái trường hợp khác là mình không có gì mà khẳng định được là mình đã có phát sanh trí tuệ đó, bởi vì mình chưa thấy được danh sắc thì chưa nói được vấn đề hết. Mình còn giờ thì còn vẫn nằm ở dạng ngoài thôi. Đó là vấn đề mà theo cái tuần tự pháp là chúng ta phải đi như vậy. Hành thì là phải thấy được tuần tuệ quán, là phải thấy được danh sắc trước. Còn nếu mà chưa thấy được danh sắc thì những hiện tượng khác nó chỉ là hiện tượng là vật lý, mình khó mà mình cũng thể phải xác định được vấn đề đó là như thế nào. Mà cái tưởng quý vị nhớ, cái tưởng không phải là mình ngồi mình tưởng tượng lại, tưởng là tâm sở tưởng, nó nhớ nó là tâm sở tưởng, nó làm việc lúc đó nó biết nó này kia, tâm sở tưởng cũng biết cảnh nhá, thì nó biết này biết kia ngọ, chứ không phải là do mình tưởng lại. Nên nhớ nhiều khi mình lộn cái mình nói là tôi ngồi tôi tưởng tượng, này không phải, tâm sở tưởng nó bất cứ lúc nào nó cũng có mặt. Thành ra khi mình ngồi thiền này kia là những phát sanh như mình biết chuyển động, mình biết trong thân mình có này kia nọ, thì đó là tâm sở tưởng nó làm việc, chứ không phải là mình ngồi mình tưởng tượng. Nhưng này vậy, rồi nhưng mà trong cái là thiền này nó nhiều khê lắm, nó vi tế, nó như cái ra mình phải học đúng tuần tự pháp nó phát sanh. Ví dụ như thiền chỉ nó phải phát sanh gì đó, thì mình vô mình hành nó phát sanh đúng vậy thì mới là đúng. Còn mình vô mình hành mà mình nhảy cái đùng cái mình vô đắc thiền liền, cái đó là coi chừng là chuyện đó không thể xảy ra được. Bắt buộc nó phải theo tuần tự cái nào vậy, phải theo tuần tự pháp. Mình phải biết rõ như vậy, không phải là đơn giản mình vô cái mình đắc được thiền, hoặc là thiền quán vô cái mình nhập vô lỗi môn liền mình bắt được danh pháp liền đó. Rất là khó, không phải dễ. Khi mà muốn vô thiền quán là phải đắc, phải thấy được có tuệ danh sắc trước. Chưa có tuệ danh sắc thì chưa có gì để nói chuyện được. Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải học để mà biết là như vậy đó, tuần tự pháp, để mình biết mình đang ở đâu. Chứ không thôi mình không học, mình không biết mình đang ở đâu đó, rồi mình lại cái tưởng tri nó lại phát sanh, nó làm việc tùm lum tà la. Rồi, như vậy hôm nay mình học khởi đầu ha, khởi đầu của lộ trình tâm. Do phước báo mình học, mang nguyện cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả hai. Bao tu sắp mà mang lan ra khăn tu sắp ba đê la ta sắp mà vô ta nó ta vê na sa ra sa ti pha quan tu tê. Bao tu sắp mà mang lan ra khăn tu sắp tê la ta sắp mà tham ma nó pha vê na sa ra sa ti pha quan tu tê. Bao tu sắp mà mang lan ra khăn tu sắp ba đê la ta sắp mà sang ca nó pha vê na sa ra sa ti pha quan tu tê. Nam mô Bồ Tát Ya, Nam mô Bồ Tát Ya, Nam mô Bồ Tát Ya. Rồi, mời Long Triều nha. Patida Naga Ya Devata Santi Vihata Vasini Tupe Kare Bodhikare Tai Tatai Tai Thamma เนนะภวันตุปูจิตาสติงกะรันเตตะวิหารังอะเรเตราจังจะนวกะจะมิคะโวสารามิคะดาปะติอุปมาสกะยามาจะเดชะนิยามาจะอิสระสัพพานะภูตะ Chukita Hola Dute Chala Ucha Ye Picha Arasapa Samse Dachata Atavo Papa Tika Niya Nika Kamara Patita De Sabe Di Dukasa Karon Tusa Chankaya Tukira สัตตังธัมโมธัมมังคารัจจะวุฒะละสังโฆโหตุสัมมะโลวะอัตถายะจะอิตตายะจะอัมเมนะคะโตสัมโมสัมเมติธัมมะจาริโนวุฒิสัมมาเนยามะธัมมาริยะภะเวติเต
Dạ vâng, kính chị Bồ Tát Sa Lợi Phật mà ca tát bảo khi đi dạng mama kha ta ye wa cha manasa ti đa se sura tam ca tăng ye chitta sanino ati ye satta asanino ca tăng punya phalang mai hằng tất đề và khi không hoàn tu tề ye tăng ca tăng suy nghĩ đi tăng ye nàng punya phalang maya ye cha tapa anjana ti dewa gatto niwe ayun sabbe lokam ye sota jiva ta arahe dukkha manunang phổ cha lần sắp đề pháp hàm tung văn mắt chế sản tức ý đồng hóa tâm đề đà năng à sơ vô gia văn hồ tú a ha ra tê nhằm nôi nhạ di năng hồ tú chú kí ta hồ tú nhạ ta yô di năng đầu nhạ di năng hồ tú chú kí ta hồ tú nhạ ta yô vì đẳng nô nhà tì nặng hồ tu chú kí ta hồ tu nhà phá dụ sa hữu sa hữu sa hữu